Chiều ngày 1 tháng 9 tại Hà Nội, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Standard Chartered tổ chức hội thảo trực tuyến để tham vấn các chuyên gia quốc tế trong quá trình hoàn thiện đề án, đánh giá kết quả công tác xếp hạng tín dụng quốc gia giai đoạn 2013-2020 và đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2030. Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình và sẽ dần phụ thuộc nhiều hơn vào vay thương mại, việc nâng bậc xếp hạng tín dụng quốc gia là thông điệp có ý nghĩa hết sức tích cực. Một mặt góp phần nâng cao uy tín của quốc gia Mặt khác, gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Do vậy, để hướng tới mục tiêu cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm của quốc gia, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa và đặt ra kế hoạch định hướng cụ thể cho công tác điều hành, phối hợp cho trung và dài hạn. Hội thảo tập trung vào việc tham vấn về công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia với hệ số tín nhiệm tương đồng với nước ta. Các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tổng hợp nhận định từ phía tư vấn quốc tế về kết quả đạt được, tồn tại khó khăn trong công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam giai đoạn 2013-2020, khuyến nghị về mục tiêu, giải pháp đề ra cho giai đoạn 10 năm tới.